Chào cả nhà, hôm nay em quay bánh cho mấy chị xem nha. Tại vì bình thường là em bán cái loại một một sấp to vậy nè, mà là hai đó. Một sấp này là 100 cái bánh bự, tầm 2 kg 2 á, nó tầm tầm 2 kg 2 đến 2 kg 3 nha mọi người đó. Cái này nó tới lên tới 2 kg 3 nè đó, có cái thì 2 kg 2 nhưng mà không dưới, không dưới hay dưới 2 kg 2 mọi người, 2 kg 2 đến 2 kg 3 đó, hàng loại một ba chất lượng luôn. Còn cái loại này là em ra có cái bịch nửa ký nè, ra nửa ký cho mấy anh chị bán chợ cho dễ này đó. Này là nửa ký nè, đây ký. Và có mè vàng nữa nha mọi người, mè vàng này. Nửa ký đó, em ra bịch nửa ký, nửa ký cho mấy chị bán chợ cho dễ. Và đây là bánh không mè, bánh tráng không mè nha, tất cả là bánh nhúng. Cái này là bánh không mè đó, cũng là bịch nửa ký luôn, bánh không mè hàng loại một chất lượng nha, dẻo thơm ngon nha mọi người đó. Đây em có bánh bánh không mè, nó có bánh gạo lứt nữa nha mọi người. Đây là gạo lứt, làm thành phần gạo lứt này đó. Đó, cũng là bịch nửa ký luôn. Lứt em có đầy đủ cái trọng lượng nên là mấy mấy chị bán được cỡ nào là chị bóc cho em nha, hàng luôn sẵn số lượng lớn đó, em mời sỉ lẻ toàn quốc. Về bánh nhúng thì em có đó, có các loại gì đó, bánh mè đen, bánh mè mè vàng, vàng là người ta gọi là mè trắng đó. Mà thật ra nó mè vàng vàng á. Rồi xong rồi bánh 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 này là bánh không không mè đó, bánh không mè, bánh gạo lứt,